Dạ, cô Kiên cho con 500 để đổ xăng chạy xe đi Sài Gòn. Chào cả nhà. Con cảm ơn cô Tiên, con chúc cô Tiên năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an. Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình nhận được cái thùng quà này nè, là cái thùng quà từ công ty gửi đồ, công ty gửi đồ nước ngoài á, người ta gửi cho mình. Trong suốt thời gian mình gửi đồ một năm nay thì ta gửi cho mình được một thùng quà này để mình khui ra cái gì trong đây, mình cũng không có biết gì trong đây mà gói kín dữ lắm, kín có kín mít luôn á, không có đường gửi luôn á. Có thiệt là kỹ được. Thùng quà gói kín quá trời luôn. Không biết cái gì đây, mình gửi ra một coi. Cái này là cái chai rượu á. Cái chai này, cái chai thiệt đẹp luôn á. Mình không biết chai này chắc là rượu. Nước cốt hả? Nước cốt vô tầm mình uống á. Để mình coi cái này là gì. Nước cốt dâu tầm. Cũng ngộ ha, mình cũng mới thấy á. Này là mứt khóm. Cái hũ mứt khóm. Hũ mứt khóm dễ thương quá à. Rồi cái dâu tầm cũng dễ thương nữa. Đây là cái hộp hồng trà. Vậy là trà để mình uống. Còn tiếp đây trong đây, trong cái vỏ này để mình coi cái gì trong đây. Đây là gì ta? Cuốn lịch quá. Lịch đó mẹ. Cái này là cuốn lịch chúc mừng năm mới. Vỏ cho mẹ chợ. Còn cái vỏ để này chắc cái vỏ đựng tiền quá. Chứ đi chợ gì cái vỏ này nhỏ quá. Đó gì vậy? Cái này là gì ta? Cái này là gì ta? Cái này có cái gì vậy? Cái gì đẹp quá hả? Cái gì đẹp quá hả? Ngồi gói tỉ ghê luôn. Gì mà dễ thương quá à. Cái đồ để điện thoại phải không? Cái đồ để điện thoại đó. Đó đó. Vậy hả? Phải. Vậy đúng rồi. Vậy đó. Cái này để điện thoại lên mẹ coi á. Cái này là đồ để điện thoại. Còn đây là cái hũ hạt điều. Cái hũ hạt điều dễ thương ghê luôn. Nữa. Còn đây là nguyên cái hộp bánh. Hộp bánh này chắc ăn ngon lắm rồi nha. Mình thấy mấy cái bánh ở ngoài nè. Hộp bánh này chắc ăn ngon. Mấy cái món quà này thì mình để Tết. Mình để Tết mình đem ra mình ăn cho nó có ý nghĩa. Có tất cả thì mình đếm thì được mấy món quà nha. 1 món quà, 2 món quà, 3 món quà, 4, 5, 6. Mình được 7 món quà. Mình rất là vui khi mà mình nhận được cái món quà từ công ty gửi đồ gửi cho mình. Mình cũng rất là vui, mình cũng xin chúc cho công ty gửi đồ một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Sang năm mình sẽ tiếp tục gửi đồ nữa. Mình cảm ơn công ty gửi đồ rất là nhiều ạ.